Anh không muốn giấu em. Anh chỉ không biết phải nói với em như thế nào. Và anh đã rất sợ. Anh sợ sẽ mất em. Em muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết anh là ba của bé Cún. Tụi mình không phải là cái kiểu mối quan hệ đó. Anh là đồ ích kỷ. Tại sao anh không chịu cố gắng hả? Người anh muốn cố gắng là... Giờ mai em còn có những đêm say chơi phơi hay gọi thầm tên ai, có những băng qua soi lệ tuôn rơi, cô nói cảm ơn mỗi khi rối bời. Giờ mai liệu rằng em có ai tay trong tay hay vẫn đang một mình, có nhớ ta đã từng buồn ra sao, có nhớ ta đã từng vui thế nào. Vì ai chẳng cần nghĩ đến tương lai cao xa, chẳng cần nghĩ đến những điều vừa qua, chỉ biết hôm nay thôi mà. Vì ai chỉ cần được thấy em luôn bình yên, chỉ cần được thấy nụ cười hồn nhiên là đã cảm thấy vui rồi. Có đôi lần bên em anh chợt quên mất nơi anh thuộc về, có đôi lần bên em anh vỡ không biết khoảng cách đôi ta, để biết nỗi nhớ vẫn còn trong tay, để biết hạnh phúc vẫn còn quanh đây. Dù lòng buồn biết mấy vẫn cố giữ kín nỗi đau từng ngày. Giá như được bên em mà chẳng phải nghĩ đến những chuyện buồn, giá như được sống với tháng ngày gian đan cùng những được bên nhau, mang trái tim ấm dành tặng mai sau. Dù đợi chờ bao lâu, anh vẫn luôn ở đây. Em vẫn muốn tin anh dù có thế nào đi chăng nữa, bởi vì em yêu anh. Cô hãy tránh xa ba của con tôi ra. Liệu hai người có hạnh phúc hay không khi mà mẹ con tôi bị bỏ rơi? Cô thật sự muốn giành lấy cha của một đứa bé khi mà nó còn chưa chào đời hả? Vì anh chẳng cần nghĩ đến tương lai cao xa, chẳng cần nghĩ đến những điều vừa qua, chỉ biết hôm nay thôi mà. Vì ai chỉ cần được thấy em luôn bình yên, chỉ cần được thấy nụ cười hồn nhiên là đã cảm thấy vui rồi. Có đôi lần bên em anh chợt quên mất nơi anh thuộc về, có đôi lần bên em anh vỡ không biết khoảng cách đôi ta, để biết nỗi nhớ vẫn còn trong tay, để biết hạnh phúc vẫn còn quanh đây. Dù lòng buồn biết mấy vẫn cố giữ kín nỗi đau từng ngày. Giờ như được bên em mà chẳng phải nghĩ đến những chuyện buồn, giờ như được sống với tháng ngày gian đơn cùng những yêu thương, bỏ hết tất cả để được bên nhau, mang trái tim ấm dành tặng mai sau. Dù đợi chờ bao lâu, anh vẫn luôn ở đây.
giá như được bên em. Đi chia tay đi. Giá như được bên em mà chẳng phải nghĩ đến những chuyện buồn. Giá như được sống với tháng ngày gian đơn cùng những yêu thương. Bỏ hết tất cả để được bên nhau, mang trái tim em dành tặng mãi sau. Dù đợi chờ bao lâu, anh vẫn luôn ở đây. Em cưới anh Trinh đi. Quên cô gái kia đi em. Anh hai sẽ lo hết mọi thứ cho. Bỏ hết tất cả để được bên nhau, mang trái tim ấm dành tặng mai sau. Dù đợi chờ bao lâu, anh vẫn luôn ở đây. Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 VTranel.